Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bot Home TV. Trong video này, Bot Home xin được giới thiệu tới quý vị giải pháp thiết kế biệt thự Hà Nội 6 tầng, một công trình biệt thự phố với mái vòm tân cổ điển bắt mắt. Biệt thự KT2237 mang trong đó vẻ đẹp của kiến trúc cổ điển và cả kiến trúc hiện đại. Các kiến trúc sư sử dụng những điểm kết nối liên tầng đăng đối ấn tượng. Vì vậy, kiến trúc mặt tiền của công trình có một sức hút vô cùng lớn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cùng chúng tôi tìm hiểu về căn biệt thự nhà phố vừa ở vừa kinh doanh này ngay bây giờ. Kiến trúc thông tầng đặc biệt của biệt thự Hà Nội. Biệt thự 6 tầng Hà Nội được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu. Công trình được nhấn nhiều khối thông tầng đan xen nhau để tạo ra hiệu ứng chiều cao. Đây cũng là giải pháp giúp tăng hiệu ứng thẩm mỹ mặt tiền, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ điểm chạm đầu tiên. Khối kiến trúc tân cổ điển được kết nối nổi bật ở tầng 1, 2 và 3 và điểm nhấn kết độc đáo ở tầng 4. Căn biệt thự có mặt tiền khá rộng lên tới 12m. Đây cũng là một lợi thế để có thể phát triển bố cục đối xứng đẹp mắt. Công trình được thiết kế với công năng chính là cho thuê mặt bằng. Toàn bộ các tầng từ 1 đến 5 được dùng cho thuê kinh doanh, tầng 6 là tầng để ở. Chính vì vậy, việc tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ kiến trúc đẹp bền theo thời gian là vô cùng cần thiết. Đó cũng là lý do mà cả chủ đầu tư và kiến trúc sư cùng thống nhất lựa chọn phong cách tân cổ điển cho căn biệt thự này. Kiến trúc biệt thự nhà phố này được phối 3 mảng màu ấn tượng, tầng đế 1 và 2 được nhấn bằng gam màu vàng phun sơn giả đá, nổi bật vẻ đẹp sang trọng. Khối kiến trúc trung tâm được nhấn độc đáo ở phần mái sảnh. Sảnh tầng là sự kết hợp của 4 thức cột vững chãi gồm 2 cột tròn iolic và 2 trụ cột vuông. Cột vuông được bố trí bên ngoài, cột tròn bố trí bên trong tạo ra hệ thống trụ đỡ đồ sộ và vững chãi. Phần mái sảnh nổi bật nhất chính là bức phù điêu cầu kỳ, những họa tiết hoa văn đắp nổi được thực hiện công phu tỉ mỉ, mang tới hiệu ứng thẩm mỹ đẹp cho tầng 1. Hai bên phía trước sảnh chính, các kiến trúc sư còn bố trí 2 tượng sư tử trắng đẹp mắt. Đây là một điểm nhấn trang trí màu sắc ấn tượng ngay ở tầng 1 của công trình. Ngoài việc tạo ra một điểm trang trí, thì tượng sư tử cũng có ý nghĩa phong thủy khi đưa vào công trình. Theo đó, đây sẽ là vị trí hóa giải sát khí vận hạn xấu, đồng thời chiêu tài gọi lộc, thúc đẩy công danh sự nghiệp. Lên đến tầng 2 và 3 thì điểm nhấn cũng nằm ở khối kiến trúc trung tâm. Kết cấu thông tầng được tạo ra để liên kết tầng 2 với tầng 3 bằng 4 trụ cột tròn iolic. Trong kiến trúc tân cổ điển châu Âu, cột tròn tượng trưng cho con người với sức mạnh vô địch có thể chống trời. Cột iolic mà các kiến trúc sư sử dụng trong công trình này là thước cột hoa mỹ tượng trưng cho người phụ nữ, vẻ đẹp kiều diễm, nhấn trang trí cho điểm thông tầng, giúp công trình kiến trúc có thêm sức hút. Tại khối kiến trúc trung tâm nối liên tầng 2 và 3 này, chúng ta cũng sẽ bắt gặp phần mái sảnh phù điêu lạ mắt. Các kiến trúc sư tạo ra một vòng tròn bên trong được lắp đèn ấn tượng. Ban ngày, vòng tròn xuất hiện như mặt trời chiếu sáng rực rỡ, ban đêm lại là hiện thân của ánh trăng hiền hòa êm dịu. Điểm nhấn này cũng mang tới cho khối kiến trúc một sức hút vô cùng lớn. Lên đến tầng 3, 4, 5, chúng ta sẽ thấy màu sơn được chuyển toàn bộ sang màu trắng sứ trang nhã. Điểm chuyển tiếp màu sắc này cũng là giải pháp có dụng ý của các kiến trúc sư. Ở tầng 3, 4, khối kiến trúc hai bên được thiết kế với điểm nối tường kính cong. Kết thúc diện tường kính cong này là ban công bán nguyệt với lan can con tiện trắng tinh tế. Khối kiến trúc hai bên tầng 3-4 này được xem là khối chuyển tiếp, nó mang trong mình hơi thở hiện đại cùng vẻ đẹp cá tính. Điểm chuyển tiếp ấn tượng này giúp cho khối kiến trúc như bừng sáng hơn. Vẫn là khối kiến trúc trung tâm làm điểm nhấn, các kiến trúc sư tạo ra điểm nối thông tầng 4 và 5. Các trụ cột tròn với cột vuông đắp nổi kết hợp ấn tượng. Bốn thước cột tròn iolic được thiết lập chiếm 3/4 khoảng thông tầng. Thông thường chúng ta sẽ thấy lấy cột trụ vuông làm đỡ, cột tròn là điểm thông tầng để nhấn trang trí. Nhưng ở đây, trụ đỡ chính bên dưới các kiến trúc sư thiết kế trụ vuông. Bên trên cũng tạo ra một điểm chuyển tiếp bằng một đoạn cột vuông đắp nổi. Phía trên cùng được kết thúc bằng một mái phù điêu cầu kỳ. Tầng 6 là tầng mái trên cùng với điểm kết cấu khối mái man sát độc đáo. Khối mái hai bên được cấu tạo với hình vòm, cửa sổ mái cũng là dạng cửa vòm độc đáo. Bề mặt cửa sổ được nhấn họa tiết phù điêu nhẹ nhàng. Các ô cửa sổ mái nhỏ được mở ra ở các hướng để lấy được nguồn ánh sáng tự nhiên cho không gian nội thất bên trong. Khối mái vòm thông tầng trung tâm là điểm nhấn của tầng 6. Ở đây, khối thân trụ tròn được thiết kế với kết cấu nối tầng độc đáo. Phần thân trụ phía dưới được liên kết với phần mái man sát.
Phần thân giữa được kết hợp đan xen với những ô cửa vòm để lấy sáng cho khoảng thông tầng. Và mái vòm hình mũ là điểm kết cuối cùng, với phần mái được chia nhấn bởi những đường gờ trắng, mang tới hiệu ứng thẩm mỹ đẹp cho một chiếc mũ hoàng gia, với phần chóp nhọn được thắp đèn sáng rực rỡ. Vật liệu hiện đại kết hợp với họa tiết hoa văn trang trí độc đáo. Công trình biệt thự phố này chỉ có một mặt tiền để phô diễn giải pháp thiết kế kiến trúc. Chính vì vậy càng khó hơn cho các kiến trúc sư làm sao để vừa thể hiện được quy mô kiến trúc lại vẫn tạo ra được một sức hút riêng. Nghệ thuật trang trí mặt ngoài được tối ưu đưa vào công trình với nhiều điểm nhấn ấn tượng từ tầng 1 cho đến tầng 6. Vật liệu hiện đại kết hợp đường nét trang trí đậm chất châu Âu mang tới cho công trình biệt thự vừa ở vừa kinh doanh này một vẻ đẹp mãn nhãn. Ở đây, nghệ thuật đắp vẽ phù điêu được ứng dụng nhiều để làm nổi bật khối kiến trúc trung tâm. Mái phù điêu tầng 1, 3 và 5, mỗi mái là một kiểu trang trí khác biệt. Những đường nét mềm mại uyển chuyển kết hợp với những đường nhấn, đường gờ phào uốn cong, tất cả mang tới cho mặt tiền của công trình sức hút không thể cưỡng của lối kiến trúc châu Âu Hoa Mỹ. Điểm nhấn trang trí ấn tượng nhất có lẽ chính là phần trụ vòm thông tầng trên phần mái. Phía trước phần mái vòm được nhấn ô cửa tròn trung tâm, đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển. Hai bên là hai chú công xinh đẹp với đường điêu khắc cầu kỳ tinh tế. Chim công là biểu tượng cho cuộc sống vương giả và quyền uy. Việc kết hợp tượng hai chim công, một mái và một trống, còn được gọi là cặp vợ chồng chim công, với thế đối xứng của hai bức tượng có ý nghĩa cầu mong một cuộc sống giàu sang, phú quý và hạnh phúc. Trên bề mặt khối trụ tầng dưới, các kiến trúc sư lấy các thức cột tròn cô ranh đắp nổi để trang trí ở khối mái chính giữa, tạo ra thế giật cấp, từ đó đường viền ban công được tạo ra. Trên nền viền này, những đường hoa văn cũng được nhấn cầu kỳ để tạo lên một vẻ đẹp đẳng cấp cho phần mái. Những ô cửa sổ mái bao quanh khối trụ được sử dụng cửa kính vòm để mang tới hiệu ứng thẩm mỹ đẹp. Ánh sáng cũng là một điểm trang trí không thể không nhắc tới của căn biệt thự 6 tầng này. Tầng mái, những điểm đánh sáng được tập trung ở những bức phù điêu, những ô cửa sổ mái. Đèn hắt giúp hoa văn được lột tả vẻ đẹp kiêu sa ngay cả khi trời về đêm. Toàn bộ mặt trước của công trình được thắp sáng với những điểm nhấn kiến trúc tuyệt mỹ. Đèn hắt, đèn trần ban công được kết hợp với nhau và lắp đan xen để làm nổi bật các khối kiến trúc thông tầng. Một công trình vừa ở vừa kinh doanh thì yếu tố trang trí mặt ngoài lại càng trở lên quan trọng. Đó là lý do các kiến trúc sư dùng tổng hòa các giải pháp trang trí để công trình có thể thu hút mọi ánh nhìn. Màu sắc được nhấn trang trí với sự chuyển tiếp hài hòa. Khối 1 là sự xuất hiện của màu vàng nâu quyền quý. Khối 2 xuất hiện vẻ đẹp thời thượng với gam màu sơn trắng tinh tế. Khối 3 kết thúc với màu mái xanh ghi ấn tượng. Vật liệu kính hiện đại cũng được đưa vào toàn bộ các diện tường thông tầng. Điểm nhấn thời đại này mang tới nét đẹp trẻ trung cho công trình. Nó mở ra những điểm nhìn kết nối và lấy nguồn sáng tự nhiên nhiều hơn cho các tầng kinh doanh. Với nghệ thuật trang trí đối xứng so le, những ô cửa kính, tường kính xuất hiện nhiều từ tầng 1 cho đến tầng 4 và tầng 5. Nhờ vậy mà cả khối kiến trúc như bừng lên vẻ đẹp thời thượng. Hai bức tường kính cong đối xứng nối tầng 3-4 mang tới một điểm nhìn mở, thu hút. Sử dụng vật liệu kính đưa vào công trình vừa để trang trí, vừa tạo ra hiệu ứng kết nối mở. Trong kết cấu kiến trúc cổ điển có vật liệu kính hiện đại được sử dụng triệt để. Nhờ vậy mà công trình tân cổ điển này có cả vẻ đẹp hoài cổ đẳng cấp, lại có cả vẻ đẹp hiện đại cá tính. Có thể thấy nghệ thuật trang trí của công trình này có đủ các yếu tố ánh sáng, bố cục, vật liệu và màu sắc. Mỗi yếu tố đều được kết hợp đan xen và hỗ trợ thúc đẩy nhau. Đó là lý do mà công trình có mặt tiền đầy sức hút dù ở ban ngày hay buổi tối. Với kiến trúc tân cổ điển, ngoài kết cấu vững chắc, bố cục đang đối, thì trang trí ngoại thất là một yếu tố vô cùng quan trọng. Theo đó, các kiến trúc sư đã vận dụng đầy đủ các yếu tố vào biệt thự nhà phố 6 tầng này để đáp ứng đúng nhu cầu của chủ đầu tư. Một công trình tân cổ điển đẹp bền cùng thời gian, mang hơi thở thời đại để tạo ra điểm sàn kinh doanh thu hút cho các nhà đầu tư. Biệt thự Hà Nội 6 tầng với mái vòm cổ điển bắt mắt KT2237 là giải pháp đề cao yếu tố thẩm mỹ mặt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh. Theo đó, các tầng kinh doanh được đưa nhiều yếu tố vật liệu hiện đại để mang tới kết nối mở đẹp cho công trình. Khối kết cấu kiến trúc tân cổ điển tạo sự vững chãi đang đối bề thế, mang vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Nếu quý vị ấn tượng với giải pháp biệt thự nhà phố này thì đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi hotline
0921233456, luôn có kiến trúc sư trực hỗ trợ tư vấn miễn phí. Bốt Home rất hy vọng được đồng hành cùng quý vị.